Hôm nay mình có hẹn với một người bạn. Hello. Ôi. Xin chào, lâu ngày mới gặp. Hôm nay chúng mình sẽ có một cái câu chuyện muốn chia sẻ với các bạn. Xin giới thiệu các bạn, đây là bạn Tính ha. Trước đây nó cũng xuất hiện trong cái video của Cọp Đinh rồi. Đợt này tụi mình sẽ nói chuyện về âm thanh. Cụ thể là những cái mic kiểu không dây. Trên cổ áo của Cọp Đinh và bạn Tính có một cái nha. Thấy anh mới vừa đi Indo vậy luôn. Chị sẽ thấy nó làm sao? Ở Indo thì người ta hay nghĩ đến Bali. Kiểu đọc bài review thì Bali kiểu thiên đường du lịch các kiểu. Nhưng mà thật ra Indo khá là nhiều cái địa điểm đẹp khác. Tức là em thấy là đi nhiều nước rồi. Thì nếu mà Indo thì chuyến đi của anh nó có khác so với lại những chuyến đi ở những nơi khác như thế nào? Tức là mỗi quốc gia nó đều có những cái đặc trưng riêng. Mà riêng với Indonesia thì là cái cảnh thiên nhiên mà cái kiểu mà to to hoành tráng thì nó nổi trội nhất so với những cái quốc gia mà anh đã từng đi. Ví dụ như là núi lửa này, tại vì cái vành đai núi lửa mà dọc Thái Bình Dương á, là phần lớn là nó nằm ở Indonesia. Và thậm chí là còn nhiều cái núi lửa đang còn hoạt động và khai thác du lịch ở những cái núi lửa đó. Ví dụ như là Bromo chẳng hạn. Bromo là một núi lửa rất là nổi tiếng đúng không? Đúng, du khách Việt Nam đến đó cũng khá là đông, tại vì cũng có những cái tour kiểu đến thẳng đó đến rất là dễ dàng. Bản thân em cũng đi Indo rồi, nhắc tới Indo là thì chỉ có nói là landscape, phong cảnh cực kỳ đẹp. Nó có những cái mà Việt Nam mình không bao giờ mình có cơ hội thấy được, như là núi lửa, bầu không khí đó, cái âm thanh đó, mình nghe được tiếng núi lửa luôn mà. Lúc anh nó rumo mình nghe giống như là nó nấu nước sôi. Đúng rồi, nghe và mình cảm nhận bằng hơi thở luôn. Tại vì cái mùi của nó rất là thúi. Đó là cái mùi lưu huỳnh và những cái khí gì đó. Cái mùi rất là khó chịu và rất là khan cổ. Thật sự là anh đứng trước đỉnh cái miệng của Bromo á. Là cái cổ bị khan luôn. Và lúc mà anh đi thì kiểu, tại mình là dân quay phim á, mình kiểu hay bào á. Kiểu là đến thật là sớm. Và sau đó là ráng quay cho đến khi nào mà du khách về gần hết luôn á, chỉ còn một mình trên cái ôi lúc đấy mà thật sự là rất thích, tại vì lúc đấy là cũng rất là trễ, 9:30, 10:00 gì đó, hầu như là du khách về hết rồi, bắt đầu nắng lên. Thường người ta chỉ đến tầm khoảng 7-8 giờ sáng. Đúng rồi, chính xác. 9:00 là bắt đầu lác đác, có khoảng 7 giờ sáng cực kỳ đông luôn, mấy ngàn người, nhưng mà đến tầm khoảng 9:30 á, hầu như trên những miệng núi á, chỉ còn có lác đác khoảng dưới 10 người, cực kỳ vắng, và mình có thể mình đi bộ trên miệng núi này. Bay drone, bay đảo tới đảo lui, có những cái shot rất là đẹp. Có thể nói là mic là một cái không thể thiếu, không đúng thiếu, không? Không thể thiếu. Đặc biệt là những người mà làm kiểu vlog hay là như kiểu Cọp Đinh này, những cái travel blogger hoặc là những cái công việc liên quan mà phải đi ra ngoài nhiều á. Tiện nhất á, khi mà mình để gần khu vực miệng mình là nó sẽ pick up cái tiếng của mình ở ngay đây rất là đều. Nếu không phải như là cái mic định hướng mà anh chỉ ở đâu á thì nó sẽ lấy ở cái chỗ đó thôi. Khi mà anh chỉ ở đây anh vlog anh đi thì cái người nhiều khi có bạn đồng hành anh thu tiếng thì nó sẽ bị rớt âm thanh nhỏ đi đáng kể. Nó có chính phủ rõ ràng, đó cũng là một cái lợi thế để cho những cái người ta kiểu về phỏng vấn nè, podcast dẫn, hoặc là chỉ ở vlog, kiểu camera ở đây, chúng mình ngồi ở đây thì cái khoảng cách với camera nó gần nhau và các bạn có thể thấy là cái âm lượng của hai đứa mình nó khá giống. Cậu đang đi qua một chỗ khác nhá. Bây giờ mình đang ở cũng xa hơn 2 mét mấy so với vị trí hồi nãy, nhưng mà chắc chắn là cảm lượng nó không có thay đổi. Mình giải quyết được mấy cái chuyện mà dây nhợ lằng nhằng nè mọi người. Kiểu như nãy anh Cớp ảnh đi là đó, thì anh không phải bận tâm mà dây kéo tới đâu hoặc là mic phải đưa gần miệng anh. Mic không dây á nó sẽ ít diễn tạp âm so với những cái shotgun. Cái này theo kinh nghiệm của mình á, bởi vì thỉnh thoảng mình có làm những cái vlog đi qua đường phố. Mình gắn cái shotgun và cái đường nó rất là thật ra mình chỉ là đến Bangkok thôi. Mình đi có khoảng 4 ngày. Hộp của nó nhỏ gọn nè, bạn đóng gói là bỏ vô ba lô rất là tiện trong cái việc mà du lịch di chuyển. Rồi như cục phát mọi người thấy không? Mình chỉ kẹp vô trong áo, cục thu chỉ việc gắn lên trên camera. Xong rồi mỗi lần mình cần ghi âm, ghi hình á, mình chỉ cần bấm record là tự động nó phát, nó dẫn tín hiệu qua. Những cái hệ thống wireless á mà mình từng xài luôn á thì thường là người ta sẽ bán kèm với những cái chất để mà có thể chuyển được những thiết bị khác nhau, Type-C nè hay là Lightning nè, để mà bạn có thể dùng nó tương thích với điện thoại. Và thêm một cái điểm rất là hay nữa của việc dùng những cái wireless này cho điện thoại, đó là cái cục mà nhận đó mọi người, nó rất là nhỏ và nó nhẹ, chính vì vậy nó dường như mọi người gắn lên những cái gimbal điện thoại nó không có làm quá là nặng á,
tiện đúng không? Ừ. Nhân cái chuyện nói chuyện về những cái mic không dây á, thì trong video này á, mình cũng sẽ nói đến một cái sản phẩm mà từ nãy giờ tụi mình sử dụng để quay cái video này. Đó là một cái mic không dây Saramonic Blend 900B2. Cái bộ mic này có thiết kế ngoại hình cũng tương đối thẩm mỹ ha. Nó có những cái bộ thu và bộ phát, có thiết kế mặt gương kính này bóng bẩy, nhìn cũng khá là đẹp. Tuy nhiên nó rất là dễ bị bám vân tay. Cái chuyện này cũng không quan trọng lắm, bởi vì nó là mặt kính mà, nên chỉ cần là chùi vô cái áo thôi là nó cũng sạch sẽ rồi. Khi mình quay cái vlog này á, thì mình nhận thấy là cái chuyện mà kết nối của cái bộ mic này với camera và mọi thứ tổng thể rất là nhanh luôn. Chỉ cần bật cái bộ thu và bộ phát á, thì mình có thể là truy cập ngay được những cái tính năng âm thanh không dây và chỉnh nó một cách khá là nhanh và hiệu quả. Một cái điểm mình thấy rất là hay của cái bộ mic này á, đó chính là cái cục mà phát đó mọi người, nó có cái màn hình. Trời ơi, nó có cái màn hình, tức là mình từng xài những cái bộ wifi mà nó cái cục phát không có, chỉ có cái cục thu thôi. Thì cái tiện đó là khi bạn set up mic ở đây nè, bạn đo được coi là cái mic này cái cường độ nó đang thu ổn hay chưa, khỏi mất công phải lại cái máy nhìn hoặc là có một ai đó coi giùm bạn. Chứ thêm một cái nữa là cái màn hình này nó chỉnh được cái độ sáng. Phải công nhận là tụi mình đi quay du lịch chẳng hạn, đi ra ngoài trời nắng lúc đó dì luôn phải nheo mắt hay là che lại, thì cái này nó chỉnh được cũng rất là tiện luôn. Mặc dù cái bộ pha Saramonic Blend 900B2 này đã được tích hợp sẵn trên micro đa hướng thu âm trực tiếp, nhưng mà hãng còn cung cấp thêm một cái micro lavalier mang đến khả năng thu âm tốt hơn, trong trẻo hơn. Tất nhiên đi kèm thì sẽ có một cái bông lọc gió. Cái mic này nó có một cái tính năng là bấm một nút thôi nó sẽ chuyển đổi giữa mono với lại stereo rất là tiện. Khi mà có chức năng này á, bạn có thể là một camera nhưng mà bạn ghi tiếng của hai người tách biệt nhau. Tại vì thực tế á, giọng con người nó đâu có giống nhau lên tới như là những người mà đã quen với cái việc log trên máy ảnh như tụi mình á, sẽ nói với âm lượng rất là ổn định, còn những người mới như khi nó nói nhỏ hơn. Thì khi mà mình tách ra hai kênh vậy, mình xử lý riêng biệt nó thì nó sẽ tốt hơn. Phong định thấy là những cái mic không dây của nhiều hãng bây giờ, không riêng về cái mic mà mình đang sử dụng đâu, thì là cái thời gian sử dụng nó khá là lâu. Và với riêng cái mic này thì thời gian sử dụng là 6 tiếng. Bộ thu có pin tích hợp là 450mAh, mà khi được sạc đầy nó có thể làm việc tới 6 giờ đồng hồ. Ngoài ra cái mic thì có thể sử dụng để tới 18 giờ làm việc. Có nghĩa là những cái mic này thì khi mình bỏ vô cái bộ thu thì nó sẽ tự sạc luôn. Vậy là ngày hôm nay mình đã có một cà phê buổi sáng ở Sài Gòn với người bạn của mình. Thật ra như bản thân mình, không riêng gì mình đâu, như là bản tính này là thường là có thói quen là làm việc khuya. Đúng không? Hôm qua mấy giờ ngủ? 1:30, 1:30 sáng. 1:30 sáng, còn mình hôm qua là mình cũng phải 2:00 á. Nên cái chuyện mà ngủ trễ thì tất nhiên phải dậy trễ rồi. Và cái thói quen buổi cà phê sáng thì cũng không còn nhiều nữa. Nhưng mà hôm nay tụi mình đã cố gắng trong một cái quán cà phê cũng khá là thú vị ha. Và hơn nữa là tụi mình quay được một cái video về âm thanh để cho mọi người coi. Ok, chào Kết nào, có muốn nói gì không? Cảm ơn bạn đã xem hết video của anh Cớp. Hẹn lại mọi người ở những video lần sau. Ok. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.